Chào mừng các em đến với Đố Vui Matic. Chúng ta sẽ bắt đầu với đáp án của kỳ trước. Ta thấy rằng mỗi hàng số ở giữa là tích của hai số bên cạnh. Như vậy, số còn thiếu ở hàng 3 là số 4. Số còn thiếu ở hàng 4 là số 56. Chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Còn bây giờ, câu đố của kỳ này như sau. Bạn Biba năm nay 12 tuổi. Gia đình Biba sống trong một thị trấn ở xa xôi hẻo lánh. Thị trấn nhỏ nhoi ấy rất khan hiếm nước, nên người dân phải đi rất xa để lấy nước. Hôm ấy, mẹ Biba nhờ cậu đi lấy 2 lít nước về. Nhưng trong nhà chỉ còn 2 xô nước, loại 5 lít và loại 6 lít. Các em hãy nghĩ cách giúp Biba lấy 2 lít nước mà chỉ dùng 2 xô nước trên nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Hẹn gặp lại các em ở kỳ tiếp theo.